Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay thì là ngày 13 tháng 6, bên em sẽ tiếp tục lên clip giao lưu với cô chú một số cây kiểng nhà vườn bên em nha. Cái đầu tiên ngày hôm nay bên em giao lưu là cây phi đỏ nha cô chú anh chị. Cây thì cũng khá là cao ha. Nó cao cái phần đế rễ lên nha cô chú anh chị. Xoay một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Đế rễ của cây là em mọc ở trong cái bình như thế này ha cô chú anh chị. Bên em trồng trong cái bình như thế này và quấn hai cái đường rễ cho nó ôm ngay chỗ cái phần ở ngoài vô ha. Rồi lên hai cái chân thân rất là cao ha cô chú anh chị. Gọi là chân dài á, nhưng mà nó còn cái vết này nha cô chú anh chị. Vết lửa này nó sành rồi, sành cứng hết rồi. Không có ảnh hưởng cây, cây cũng đang lên xanh tốt. Có một cái là thấy cái cây lạ lạ rồi em trồng trong cái bình mà nhà cái bình này cũng hơi xưa một tí nên nhiều khi cái cây nó còn giá trị không bằng cái bình, mà khổ nổi giờ lấy ra cũng không được, lấy ra không biết trồng trong cái gì đó. Rễ nó nằm như thế này nha cô chú anh chị, quấn hết hai cái qua bình. Rồi em đo thông số của cây luôn, đế của cây ha. Thôi nó gần bằng với cái miệng bình. Đế của cây là được 18. Nó ôm cái miệng bình vậy. Chiều cao của cây là được 46. Đo cái thằng chân rễ. Chiều dài của cái rễ nha cô chú anh chị là được 28. Hai cái chân thật đấy. Hoành thân của cây tại vị trí này là được 14. Cây này cũng như là cây phôi nha, em cũng mới cắt em làm mấy nhánh chơi chơi vậy thôi. Cô chú anh chị về tạo tác thêm nha. Phía sau của nó mấy cái vết này cũng chưa có lành lại đâu cô chú anh chị. Nó sành ấy là thôi, sành khô là thôi, sành kéo da khô là thôi. Cây thì lên rất là khỏe rồi đó. Này em nuôi trong đây cũng cả năm mấy rồi nha cô chú anh chị. Này. Cây nó nằm trong cái bình này. Cây cũng rất là già nha cô chú anh chị. Cây lên vậy thì thể hiện già rồi. Cây số 1 bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,1 triệu bao ship luôn nha. 1,1 triệu. 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại nhà vườn là 0902 781 725. Cái si đỏ có nó có cái rễ lên rất là lạ nha. Cái cao lên quằn quẹo hai cái rễ. Rồi em qua cây số 1 lên cây số 2 ngày hôm nay. Tiếp theo cũng là cây cây số 2 cũng là cây si đỏ nha cô chú anh chị. Đó, cây thì còn một cái vết cắt khá là lớn ha. Rồi những dòng này mình chơi qua theo năm tháng thì nó sẽ liền lạc lại ha cô chú anh chị. Cây thì cũng có cái dáng cũng khá là có duyên ha. Bên em trồng theo dạng là cây phôi nha cô chú anh chị. Đang nuôi phôi trồng trong cái tô này là tô mica nha. Cây thì đứa em cũng khỏe, mấy cái chi cái nó cắt lá lại nhỏ lại rồi. Si đỏ gọi là gừa đỏ nha, trong Nam gọi gừa đỏ. Cây nó cũng có cái hình thú hay lạ lạ mắt tí. Em đo thông số luôn. Hoành đế của cây là được 25. Tại hoành thân tại cái vị trí cổ này ha cô chú anh chị là được 15. Đây, ngay chỗ cái hoành mà ngay chỗ cái phần đầu cù ở trên đây ha cô chú anh chị là được 30. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là được 19. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Cây bên em cây xấu quá không à, về tạo tác lại thì mới ra cây đẹp. Mình bán á, mình bán cây á, nói thật ra mà nói như thế này nè cô chú để ý lại. Khi em bán một cái cây á thì cái cây đó xấu thôi, mà về tới tay cô chú á, nó đẹp lên á, mới gọi là cái nghệ thuật. Còn mà em bán cái cây mà đẹp rồi đó mà về tay cô chú mà xấu rồi thì thôi là chơi cái gì,
Thật ra là cái cây mà đã đẹp rồi thì không còn tạo tác gì được nữa. Nó sơ ra là vậy. Bên em là đa số là bán những cái cây phôi cho cô chú về tự tạo tác chơi. Những cái cây em thay thác thôi. Còn nói về mà la mua miết đồ để bán đi bán lại thì thời buổi giờ thì thật sự ra thì em thì không có khả năng đó đâu. Đa số nhà vườn bên em là những cây tự nhiên thôi cô chú anh chị, cây thiên nhiên. Bên em sưu tầm, sưu tầm thì sưu tầm thôi chứ cũng rất là cực công ha. Đi kiếm 10 cây thì mình mới chăm sóc và dưỡng lên thì được tầm 1-2 cây là mình ưng ý nhất. Để giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Cây nhỏ thôi, nhưng mà bên em là cây nhỏ nhưng mà cây già. Hầu như là những cây mọc ở chích tường đồ ha, bị người ta chặt cho nó không lên nữa. Rồi theo năm tháng thì cái độ già của nó càng ngày càng nhiều, nhỏ và lùn lực ha cô chú anh chị. Con đó thông số không chị? Dạ rồi. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là giá 450k nha, bao ship nha. Cây số 2 giá 450, bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến nhà vườn bên em, có thể ghé đến trực tiếp ha. Ở địa chỉ là 1047-3C, đường An Phú Đông 03, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để xem được nhiều cây hơn nữa. Cô chú anh chị nào đến nhà vườn của em thì có thể là giá em bán rất là hữu nghị, thật sự là vậy. Còn cái chuyện mà bút ship đi, tiền bút ship này nọ đủ thứ hết á, nên thành ra là giá nó hơi, nó thật ra là nó phải trội hơn tí xíu, trội hơn 5-70 cả 100.000 cô chú anh chị. Qua cây số 2 lên cây số 3 ngày hôm nay. Tiếp theo là cây số 3 nha cô chú anh chị. Cây này cũng là cây si đỏ nha. Cây si đỏ thì cái lá với cái tược của nó khi mà nó ra nó sẽ có cái màu đỏ đỏ như thế này ha cô chú anh chị. Cả cái tược cái cây như thế này ha, nó sẽ có cái màu đỏ rất là đẹp. Chúng ta cây này đứa em nó cắt tỉa riết lá nó nhỏ nhỏ lại mà nó trồng không có ấy, nên là cái lọc nó không có mập mập lên thì nó mới ra đỏ được. Cái vết cắt của cây cũng vẫn còn lớn nha cô chú anh chị. Chơi nghệ thuật cô chú anh chị mà đầy đủ đồ nghề thì có cạp kiết đồ á, mình gọt cây gọt giũa trở lại thì cây nó sẽ đẹp hơn nha. Cây thì còn một cái vết cắt hồi nãy ha, có thêm hai cái vết ở đây nha cô chú anh chị. Có những cái vết bên em cắt định hình cây lại nha. Đó, bên em chỉ rõ luôn là cây nó còn những cái khuyết điểm thế nào để khi mà cô chú anh chị có đặt hàng á, về mình nhận cây không có bị là giống như mình bỡ ngỡ quá nhiều, nó là cây nhiều vết cắt hay là nó nhiều mặt xấu nha. Bên em chỉ rõ, cô chú anh chị mình ưng ý thì bên em có thể là nhắn bên em nếu mà chưa có xem rõ ha, kêu bên em chụp hình lại, quay clip lại, bên em sẽ chỉ rõ hơn cho cô chú anh chị nha. Đó. Nhiều khi cô chú anh chị không phải là ở gần bên em mà mình ở xa, ở các tỉnh mà muốn giao lưu với bên em á, thì quay lại thì nó sẽ kỹ hơn. Đó. Rồi em đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Vành đế của cây là được 42. Vành thân của cây tại vị trí này là được 18. Chiều cao của cây là được 26. Đo sơ cái phần tán dài của cây là được 32. Em cũng chia sẻ thêm với cô chú anh chị về một điều. Thôi để nói giá cây này luôn đi. Cây này 500k bao ship nha cô chú anh chị. Cây số 3 giá 500k bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại là 0902 781 725. Cô chú anh chị mà mình ở các quận thành phố Hồ Chí Minh á, thì bên em sẽ giao trong ngày là mình nhận được cây nha. Còn ở các tỉnh thì bên em sẽ gửi qua bưu điện của VNBOS nha. Em cũng chia sẻ thêm với cô chú anh chị, có đôi lúc rồi có những cô chú anh chị cũng em biết cũng có thắc mắc hay là gì đó, thì em nói thật cây kiển thì cái giá nó không có đâu, cái giá của cây kiển nó không có niêm yết được đâu, và nó cũng theo gọi là thương hiệu cô chú anh chị. Có thể cái cây của nhà vườn bên em bán có 100.000 thôi, mà qua đến một cái vườn lớn hơn, dân giàu hơn, người ta mua về người ta chơi không à, ta mua về người ta chơi cái người ta lợi đó, cái người ta kêu là mấy triệu không chừng. Nó vậy. Với đa số những cái cây mà tiền tỷ thì những cái anh mà hưởng thụ mấy cây đó thì dường như là mấy anh đó mua thôi, chứ chả có tạo ra tác phẩm đâu. Mình nói thật vậy luôn á, chia sẻ anh em nào phiền phức thì mình
cảm thấy ấy thôi. Cái đó là mình nói cái sự thật, cây kiểng là nó không có giá và nó nằm cái chỗ là thương hiệu. Rồi em xuống cây số 3. Rồi qua dòng si đỏ thì cây số 4 bên nhà vườn bên em giao lưu là cây kim phát lộc nha cô chú anh chị. Cây kim phát lộc, cây này bên em định hình chi chi tay và mới bấm tỉa lại nha, cho nên là những cái tường nó ra rất là bé, rất là xinh nha cô chú anh chị. Cây này thì bên em cũng mới bấm tỉa lại để cho nó sẽ ra được dày tàn hơn. Cây rất là nhỏ nha cô chú anh chị. Rất là gọn ha, bên em cầm là cái dòng này là mình có thể là bonsai mini nha cô chú anh chị. Đó, mình tạo tác ha. Cây này thì bên em định hình chi chi tay hết rồi, tàn ra rất là đều ha. Bên em là dạng này mà mốt mà nó sẽ dày tàn lên nữa, mình bấm tỉa nó sẽ ra là cái dạng tàn thông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số luôn. Chiều cao của cây là được 11. Tán ngang và tán dài của cây là được 7 xăng. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 500k bao ship nha. Cây số 4 giá 500k, bên em bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại hoặc chụp hình gửi đến Zalo của nhà vườn là 0902 781 725. Cái cây này, cái thân cây nó cho cũng cỡ bằng đầu đũa ăn thôi nha cô chú anh chị. Thân của nó rất là nhỏ nha. Rất là nhỏ. Nhưng mà những cây nhỏ nhưng mà nó rất là già, và những cây này bên em trồng từ 2 đến 3 năm đổ lên mới được như thế này thôi cô chú anh chị. Rồi em qua cây số 4 lên cây số 5 ngày hôm nay. Cây số 5 tiếp theo ha cô chú anh chị, cũng là cây kim phát lộc. Cây này bên em cũng định hình chi chi tay và cũng mới cắt tỉa lại nha. Dây kẽm cũng vẫn còn nha cô chú anh chị. Những cây mà bên em giao lưu á, nó sẽ đều có đế thân rễ hết nha cô chú anh chị. Những cái đế rễ này nè. Cô chú anh chị mình trồng thời gian đến cách chăm sóc á, mình đun cái rễ nó lên. Nó sẽ tạo ra một cái cây rất là đẹp nha. Về cái thời gian nó sẽ có rất là có giá trị nha cô chú anh chị. Cái giá trị là giá trị về cái nghệ thuật. Còn mà đã chơi cây cảnh thì thật ra như em thì giao lưu với cô chú anh chị thì cũng làm cái những cây này cũng rất là cực khổ. Và thậm chí như bên em thì chỉ cũng có số lượng nào đó thôi, nên đôi lúc cũng có cây em lên 2-3 lần không chừng á cô chú anh chị. Lên rồi chưa bán được thì mà vài clip sau em cũng lên lại để em gán em bán. Chứ số lượng mà là để lên cây này cây kia cây nọ là bên em cũng không có nhiều đâu. Số lượng những cái cây dòng cây này là em cũng ít đó. Ít lắm, tạo ra cũng khó khăn lắm. Bên em trồng trong những cái ly tết ha cô chú anh chị, nó cũng bị ấy bên em cắt lại nha. Nên là cô chú anh chị mình sở hữu cây muốn thay đổi vào trong cái chậu hay là cây nó tương xứng hơn đều được nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số luôn. Chiều cao của cây là được 7 xăng. Tán ngang của cây là được 7. Tán dài của cây là được 11. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 400k bao ship nha. Cây số 5 giá 400k bao ship, cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại nhà vườn bên em nha. Qua sẽ phép qua cây số 4 lên cây số 5 ngày hôm nay. Cây số 6 lên cây số 6, qua cây số 5 lên cây số 6 em xin lỗi nha. Tiếp theo cây số 6 nha cô chú anh chị, cũng là cây kim phát lộc nha. Cây này thì có cái bộ đế nó cũng khá là cao ha, bên em cho nó ôm một cái hòn đá ha cô chú anh chị. Chung để cái cục đá đó vô đặng nó giữ thân bằng cái cây á cô chú anh chị, cho nó đứng cái cây. Tại cái đế rễ nó lên, hai cái cọng rễ lên cao, rễ nơm lên đó, nên em lót cục đá cho nó giữ thân bằng cái cây. Chung em trồng trong cái chậu này để nuôi cũng hơi khá to. Đúng là cái chậu nó nhỏ hơn tí xíu nữa thì nó đẹp hơn. Rồi
em đo thông số luôn. Chiều cao của cây là được 12. Tán ngang của cây là được 9. Tán dài của cây là được 10, cỡ 15 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 500k nha. Cây số 6 giá 500k, bên em bao ship. Cô chú anh chị mình đăng ký cứ liên hệ hoặc gửi hình đến số điện thoại hoặc Zalo là 0902781725. Rồi em xin phép qua cây số 6 lên cây số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 7 là cây trường sinh nha. Trong cái cây này á, là lá nó lên tùm lắm nha cô chú anh chị. Lá nó lên tùm cũng như một cái cây dù vậy đó. Nhưng mà em thì không thích vậy nên em cắt lại cực kỳ nhỏ luôn. Nó dạng như là nhìn như một cái cây cổ thụ nha, giống như cái cây dạng tế hay cây thiên tế cổ thụ nha. Rồi con lấy cái ta. Rồi em đo thông số nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 6 cm. Còn cái thân cây rồi nó bằng ngón tay cái em nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây loại này lâu lớn lắm nha cô chú anh chị. Lớn là lâu lớn nha. Anh trồng trong cái chậu nhỏ xíu vậy. Lạ lạ mắt nha cô chú anh chị. Thật sự rồi cây này thì em cũng không ấy đâu, tại em cắt lên người ta cũng liện đó. Nó thật ra là người ta liện bỏ đó rồi em về em dung dưỡng lại đó, rồi em tạo ra được như vậy. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 250k nha. Rồi, bao ship. Cây số 7 cây trường sinh giá 250, bên em bao ship. Cây này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nhà vườn bên em giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã luôn theo dõi, đồng hành cùng kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip kỳ tới nha. Bên em có nói những gì sơ suất hay những gì đó, mong cô chú anh chị cũng thông cảm bỏ qua. Và cũng mong một điều là cô chú anh chị nếu mà có đăng ký hay là cho một like hay cái gì đó, bên em rất là cảm ơn nha cô chú anh chị. Ở lâu rồi em không có nói đến những cái chuyện đó, tại bên em là chủ yếu là bán những cái cây để kiếm tiền qua ngày thôi, chứ không có làm YouTube hay là gì đâu. Chỉ chủ yếu sao mà cô chú anh chị xem ủng hộ bên em là bên em rất là cảm ơn. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip kỳ tới nhé.